Galaxy s11e với cụm 3 camera nổi bật tháng 2 năm 2019 Samsung đã cho ra mắt đến 3 phiên bản khác nhau của Galaxy s 10 thay vì chỉ có hai phiên bản như Galaxy s 8 82s 9 trước đây trong đó bên cạnh hai phiên bản Galaxy s 10 và s10 Samsung đã bất ngờ cho rằng thêm phiên bản Galaxy s 10e là phiên bản nhỏ và có cấu hình thấp nhất trong bộ 3 sản phẩm giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận với một mức giá rẻ hơn theo giới thạo tin thì Samsung vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt ba phiên bản Galaxy S11 khác nhau, cũng bao gồm Galaxy S11e, Galaxy S11 và Galaxy S11+. Mới đây, hình ảnh và bản dựng hoàn chỉnh của Galaxy S11e vừa bị dò dỉ trên internet đã cho thấy thiết kế tổng thể của chiếc smartphone này. Từ những hình ảnh bị dò dỉ cho thấy Galaxy S11e sở hữu phong cách thiết kế khá giống Galaxy Note10, với màn hình đục lỗ và camera trước được đặt chính giữa màn hình. Thay vì được đặt lệch về một bên như tên Galaxy S10e, một điểm thay đổi khác đó là Galaxy S11e sở hữu thiết kế màn hình cong, thay vì màn hình phẳng như phiên bản tiền nhiệm. Nhiều khả năng Samsung sẽ trình làng loạt Galaxy S11 mới nhất của hãng tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào cuối tháng 2 năm sau và sẽ chính thức bán ra sản phẩm vào đầu tháng 3.